Bây
giờ mình bắt đầu chương trình. Kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị ba cặp yểm chủ ngày hôm nay. Dạ, xin giới thiệu cùng quý vị hai anh chị Phụng và Ngọc Mỹ. Dạ, xin mời anh chị lên đây ạ. Sau đây, tiếp theo tôi xin mời anh chị Khôi Nguyễn và Hải Châu. Và cuối cùng tôi xin mời cặp rất trẻ, đó là Lộc và An Trinh. Xin mời Lộc, An Trinh. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin nhường máy vi âm lại cho anh Phụng có vài lời cùng quý vị. Xin cảm ơn chị Phương Liên. Thưa quý anh chị và quý thân hữu, thay mặt cho ban tổ chức cũng có anh Khôi Nguyên, Hải Châu, Phước Lộc, An Trinh, Ngọc Mỹ và tôi Vũ Đức Phụng, chúng tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất của ban tổ chức về sự hiện diện của các anh chị và các bạn trong buổi giả vũ và tiệc celebrate Halloween đêm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, Covid-19 đã làm cho chúng ta gián đoạn một thời gian về các hoạt động thường xuyên của chúng ta. Trong suốt 4 năm qua thì chúng ta cũng không còn được dịp gặp gỡ đông đảo tại dưới những sân khấu rộng lớn như thế này hoặc như shopping ngày xưa. Thay vào đó thì các anh chị cũng biết thì một số hoạt tin nhỏ lẻ tại xứ Sơn, nhưng vì giới hạn về không gian cho nên thì chúng ta cũng không có dịp để mà gặp nhau đông đảo như hôm nay. Trong cái bối cảnh đó thì cặp bạn trẻ của chúng tôi đây là An Trinh và Phước Lộc đã cố gắng hết sức mình tạo một điều kiện để chúng ta có dịp gặp gỡ một lần nữa trong lần Halloween đêm nay của chúng ta. Đến đây tôi xin phép quý vị được cho tôi được ngỏ lời với cặp bạn trẻ của chúng ta là An Trinh và Phước Lộc. An Trinh, Phước Lộc, với sự tin tưởng của chúng tôi về cái khả năng tổ chức và tiến hành cuộc thi như chị Phương Liên đã trình bày là chúng ta đã có tới 15 lần, cho nên khi mà được mời thì chúng tôi không ngần ngại gì cả và nhận lời ngay tức khắc. Hải Châu với lại Khôi Nguyên và Ngọc Mỹ và Đức Phụng, chúng tôi chỉ tham gia như là một silent partner và chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào giai đoạn cuối của bản tin mà thôi. Xin quý vị và các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn cho An Trinh và Phước Lộc. Tiếp theo đây thì chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhạc sĩ, các ca sĩ, các MC, nhiếp ảnh gia, các giám khảo và các ứng viên thi hóa trang hôm nay và tất cả các cộng sự khác đã giúp chúng tôi tiến hành buổi tiệc Halloween đêm nay. Và cuối cùng thì cho dù chúng tôi cố gắng hết sức mình đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không tránh khỏi những khó khăn, những sơ suất. Thì thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin quý vị cho chúng tôi một lời đại giá. Lần nữa xin chúc tất cả các quý vị, các thân hữu có mặt hôm nay một đêm giả vũ, giả tiệc thật là vui vẻ và ra về được an toàn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Yeah.
Dạ thưa anh, mời anh cứ đứng ở đây bình tĩnh. Dạ kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời các nhạc sĩ lên đây để ban tổ chức có một chút quà để tặng, và đồng thời để các nhạc sĩ cũng giúp thăm xem hôm nay ai đi trước phải bị đi trước và ai được đi sau. Dạ xin mời anh Mộc Cương, anh Hữu Lâm, anh Phước Lộc đã ở đây rồi, và anh Phong Lộc. Xin mời Phong Lộc. Dạ, bây giờ để tôi xin tuyên bố kết quả của cuộc giúp thăm của các nhạc sĩ. Dạ, thưa ai số 1 ạ? Dạ, tội nghiệp hôm nay anh Trần Mộng Cương thường là hay đi bét, lần này để đi số 1, rất tội nghiệp. Dạ, số 2 là Phước Lộc, thường Phước Lộc thì cũng số 2. Phong Lộc số 3. Và như vậy anh Hữu Lâm được sung sướng bé. Nhưng mà trước hay sau thì mọi người mình vẫn ngồi uy tín ở lại, không có hề ai muốn đi về. Thành ra như vậy là 1, 2, 3, 4. Xin như vậy mời các nhạc sĩ đi về chỗ được ạ. À, sau đây xin mời các MC. Dạ xin mời MC Phương Liên, và tôi đứng đây rồi. Biết Kiều. Thu Hương, mời Thu Hương. Và cuối cùng là em Phương Trang. Dạ thật ra là dạ, thưa ban tổ chức lại bảo tôi là xin mời các quý vị nhạc sĩ lại trở lên để chụp hình kỷ niệm. Tại vừa rồi thấy đàn ông lại không ai chụp cả. Dạ xin cảm ơn các MC và các nhạc sĩ. Dạ, chị Phương Liên lại yêu cầu tôi một lần nữa lại xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý anh chị và quý thân hữu, và chúc tất cả các anh chị và thân hữu một bữa ăn rất là ngon miệng và một buổi dạ vũ thật là đầm ấm và đặc sắc. Xin mời quý anh chị và các bạn khai tiệc. Mình đi ra tới giữa, mình đứng lại để cho mọi người chiêm ngưỡng. Dạ, sau đó thì xin mời
Thank you.
thí sinh 20. Thank you.
anh đi xin tầm lại. Xin cảm ơn Mai Nhi. Tôi thấy cái đá này đầm rồi thì đi nó hơi chậm, ra nhảy được có 2 bước là hết bài. Sau đây để bù đắp cho cái đám nhảy đầm mà tẹn bò đó thì tôi xin giới thiệu một bản nhạc Tuyết Đài An này do anh Khôi Nguyên trình bày. Xin mời anh Khôi Nguyên này vỗ tay. Mở được máu cái lên đấy, đấy, đấy. Tại mọi người đứng chụp hình.
mình không biết chỗ mà mình đứng lên nữa. Dạ thưa, như vậy là mình đã có người đoạt giải hạng 5 là người có mang số 3. Xin quý vị có mang số 3. Ai mang số 3 đâu? Dạ mang số 3 là một bà phù thủy. Sau khi được giải thì mặt hơi tươi. Dạ sau đây là giải thưởng số 4. Thì số 28 thí sinh mang số 28. À, 28 là gốc mấy cô Nhật Bản ạ. Dạ thưa, có tới 4 người, 2 người lớn, 3 trẻ con, 3 người lớn, 2 trẻ con mà được có một giải thưởng. Nhưng mà thế cũng còn hơn là không được. Kính thưa quý vị, sau đây là giải thưởng số 3. Thí sinh có mang số 16. Dạ sau đấy, nhưng mà thật sự ra là từ nãy đến giờ mọi người đi lên lĩnh mà không có dở mặt lên xem mọi người. Bây giờ khỏi cần gương mặt. Nhưng mà vừa rồi cái cô mà trông kinh khủng đó, là cô đó là cô Quỳnh Lan này. Mà trông cố hóa trang trông hơi khiếp quá. Dạ sau đây là giải thưởng số 2. Thí sinh có mang số 25. Là anh chỉ có mỗi đeo cái mặt nạ thôi, nhưng mà nhờ anh ra anh nhảy uy tín thành ra giám khảo chấm. Bây giờ giây phút uy tín đã tới. Giải thưởng số 1, number uno, number one, thí sinh mang số 12. Thank you.
thưởng 1 tới giải thưởng 5 lên trên này để chụp hình một tấm hình lưu niệm. Bài ca Hạnh Ngộ, xin mời anh Đức Phục. Này vỗ tay đẹp đẹp chán quá nè. Này tỉnh ngủ lên một tí xíu.
Thank you.
Đồi thông hai mộ và một vài bài nữa thôi, không nhiều lắm.
lắm. Hôm nay Phương Trang cũng xin giới thiệu một bài hát của ông nhạc sĩ Hồng Vân với một bài hát cũng khá là nổi tiếng. Xin mời các anh chị cùng ra sàn nhảy để mở đầu chương trình văn nghệ của chúng ta với thể điệu Passo và một nhạc phẩm của ông, đó là Tàu Về Quê Hương. Xin các anh chị dành một tràng pháo tay thật lớn cho cặp song ca Sĩ Phước và Mỹ Phương.
giải quán quân của trung tâm Asia. Nhưng sau đó vì con đường ca hát của anh không thuận tiện và anh đã chuyển sang làm nhạc sĩ với nhiều bài hát rất là nổi tiếng như là Nếu Em Là Người Tình, Cơn Mưa Trong Đời này nọ. Và đặc biệt thì một bài hát rất là nổi tiếng khi anh sáng tác ra, có lần anh nổi tiếng luôn và sau đó rất là nhiều người mời anh về ký và sáng tác nhiều bài hát sau này. Bây giờ hôm nay Phương Trang xin mời các anh chị cùng thưởng thức tiếng hát của chị Mỹ Trang qua nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Hải Tuấn, Trái Tim Bên Lề. Xin mời các anh chị cùng ra sân nhảy với thể điệu bebop và dành cho chị
Yeah.
Bye.
mình. Hôm nay Phương Trang xin gửi đến các chị cùng nghe tiếng hát của chị Kiều Sương qua một sáng tác của nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Biết nào có yêu nhau. Xin mời các chị cùng cho sàn nhảy với giới điệu slow và xin cho chị Kiều Sương một tràng pháo tay lớn. Thank you.
chiều chậm đưa chân ngày tiếng buồn vàng trong mây tiếng vàng trong mây chim quên cất cánh
mùa thu yêu thương. Trong điều của cha cha, xin mời các anh chị chào đón tiếng hát của chị Tiểu Thu. Mọi người
nhé, hãy cùng anh chung đường, hãy nói chung anh hai tiếng yêu đương, cùng yêu ai em nhé, đừng quên bao kỷ niệm. Cuộc đời nhiều sóng gió, em cũng thật buồn bờ vai. Về bên anh em nhé, nói với anh một lời, rằng em chỉ yêu mình anh. Đừng yêu ai em ơi, cho nước mắt anh lệ rơi. Từng đêm cô đơn, từng đêm nhớ mong người ơi. Cho mai đâu em tôi thừa bao bài em, cho mai đâu em được thừa bao bài em.
một bài hát nhạc ngoại quốc không có anh trong đời được trình bày qua tiếng hát của một cô ca sĩ rất là dễ thương, rất là xinh xắn và giọng hát rất là mạnh mẽ và truyền cảm. Xin cho Phương Trang một tràng hoa tay và xin mời em Phương Trang lên sân khấu. Ngày không có anh trong đời, nhìn cho em cũng sẽ.
hãy thân tôi. Tôi thương anh em đông xa vô tình để hạnh phúc ngọt ngào thân em.
nghèo cũng xin từng yêu bóng xa xuân xa, yêu phố của nhà càng ngõ. Đèn đêm không soi bóng mắt, kinh đô thăm khóc, biết nghe phố người lấy trong đêm tối, nghe mưa thức giấc với nhau chờ mơ. Thank you.
sĩ Tom Jones, vì bài hát này đã đưa Tom Jones lên đài danh vọng. Bài hát này là một bài hát ngoại quốc nhất do hai nhạc sĩ Les Reed và Barry Mason nói lên, diễn tả một bi kịch trong đời sống, nói về một người đàn ông đã giết người yêu của mình khi ông ta bắt gặp cô này đang ngoại tình với một người khác. Đúng là một bi thảm kịch trong đời sống xã hội. Và bài hát mang tên Delilah, Phương xin giới thiệu tiếng hát oai oăm mạnh hùng trong điệu ban. Xin mời các anh chị ra ủng hộ anh. Cảm ơn Phương với lời máu và nước mắt. Cảm ơn quý vị. Hey!